cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của chú Phương nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay trời ở chỗ Phương không có nắng cả nhà, nhưng mà rất là hầm và nóng luôn. Chắc là chuẩn bị có một cơn mưa đổ xuống đây á. Lúa của Phương là cha của Phương bơm nước ra từ hồi sáng mai tới bây giờ á, nước bắt đầu nó cạn xuống rồi cả nhà. Đó có một cái đường nước chảy đó cả nhà, thấy nó nhỏ lại vậy đó, cạn xuống hết trơn rồi á. Bông súng ở phía bên kia cả nhà thấy kìa, cả nhà thấy bông súng không, nó lòi lên rồi đó. Đợt mà Phương nó nhỏ vô đặng làm dưa chua đó cả nhà, là đợi tới cái ngày bơm nước này á là nó sẽ bị cứng lại á. Hôm nay cha Phương bơm giờ nó cũng cạn rồi, sáng tới giờ đó Phương với mẹ Phương làm cái bẫy này nè cả nhà. Cái bẫy này là từ cái nơm, dạng giống như cái nơm nhưng mà thuộc về nơm bắt cá đó cả nhà, không phải cái nơm. Nó là lai, nó là con lai cả nhà, con lai giữa cái nơm và con lai giữa cái xà di, hai cái lai lại với nhau thành ra một cái xà di nơm như thế này đây cả nhà. Phương và mẹ Phương đang để mà mình chặn theo cái đường nước chảy nè, cả nhà thấy đó, cá nó bơi theo đường nước luôn á đó. Thì Phương sẽ chặn lại, ở nước ở trên kia chảy xuống, nó sẽ chảy vô trong cái này để nó chảy xuống dưới luôn. Phương cũng có cái lọt siêu to khổng lồ nữa, nhưng mà mang cái lọt nó xuống đây thì nó khá là rất rối và nó dính khá là nhiều bùn để mà không cho nước chảy xuống được luôn đó nha. Nên là bắt buộc là Phương phải sử dụng cái này. Rồi bây giờ Phương xuống Phương đặt nha cả nhà. Sẽ đặt ngay đường nước chảy này. Thấy không, mình đặt cái này á là nước nó vẫn chảy ra được hết trơn luôn, chứ không có giống như mấy cái kia của mình là nó sẽ bị chặn nước lại, nước nó xuống dưới cái ống bơm của mình không được. Đó, cái này của Phương là như thế này nè, cá nó sẽ theo dòng nước nó bơi xuống như này, nước đang chảy ra nhà thì nó sẽ vào trong cái sợi dây của mình. Mai nhất định Phương sẽ dở cái này lên cho cả nhà xem thành quả của mình nha. Nhưng mà cái nhà còn theo Phương mình đi trong nhà mình xem cúm núm con. Đây, đã xào nước đây cả nhà. Ôi, đây có cái heo nhà ơi. Chưa, để con lấy cái gỗ gì con chặn ngoài lại mới được. Con mới nghe nó quậy. Con luôn có cá mà. Nó quậy như chổng mà không biết nhiều không. Mẹ quay gần lại đây cho cả nhà nghe nè. Có nữa rồi. Có gô này cả nhà. Một con cá gô. Con chặn xuống đây, chặn ơi như vậy rồi con mở nha. Đây đi. Ừ. Ôi nhiều lắm mẹ ơi. Ôi, con bưng lên con lấy cái đi, con lấy cái. Ôi. Bây giờ phải lấy cái gì đựng mới được cả nhà ơi. Rồi con biết sao, con ngồi đi để mà giấu lên đây mẹ. Lấy cái nồi hả? Ừ, phải lấy cái nồi. Cái nồi để
cái cút nước. Ấy khổ nhân không bạn con rồi mẹ. Dở ra, dở ra, bỏ con ụp qua cái gỗ. Dở cái gỗ lên đập nó vô. Vô trong nó phóng ra ngoài một con rồi, còn ở phía đó ở trong cổng nữa. Trong hang động động có bắt đầu nó tung ra đó các nhà. Ôi nó ngược kéo vô nữa. Cái này cá nó vô hang, cái sẵn đi đặt cái sợi dây đó, nghe nó tọt 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 trong hang, chú Phương đi xuống bắt luôn nha cả nhà. Con đó, con bự quá luôn á. Nè cả nhà, nhiều lắm. Cái này là mình tình cờ thôi nha cả nhà, mình tình cờ nghe cá rồi chú Phương nhảy xuống bắt luôn. Gọi cho mày con mẹ. Gọi không lại con ấy, để con bỏ nó vô thôi, nếu nó dướng lên được á. Vậy hả? Để chùi vậy đi. Nó không có đậu bám ha. Đúng rồi, để chùi vậy nó không có đậu bám. Nhiều lắm cái nhà ơi. Còn trong chân hay sao? Xíu nữa chảy con ơi. Không sâu hả? Ôi, động vô chổng cái bắt đầu nó nái ra đó. Nha, nha, phải dùng tay mới được. Nghe không mày, nghe không? Quá nó đi vô trong con thọt tay không tới. Rồi, đá hết con. Bao nhiêu tao đủ quá. Thôi để con đi dài dài lên đây, thục mấy hàng kia luôn, thử coi có không. Không được, để lại đi. Đi dạ? Đi thục đi. Nọ luôn hả? Ừ, nọ luôn. Đi lộ từ từ. Bên đây nước còn chảy nha nhà ơi. Ốc con quá trời luôn. Cái này trong đây nước còn chảy. Ôi, như này là ngay cái đường đó, cái đường mưa kia. Ở trên cái đường mưa. Nè. Ở đây mình gặp trên kia đi. Ôi, này có cái đường mưa nhỏ. Đường mưa nhỏ, cái này cái đường mưa nhỏ nữa mình thấy. Cho cho nó cạn gần nữa ha, mấy cắt lúa nó đừng hứng luôn nè. Con cá sặc đó nha ơi. Cá sặc cũng bự lắm đó nha. Rồi lội dài dài nó cứ kiếm đi thôi.
Ôi, mưa này nó còn sâu quá. À, cá nó lạng. Ôi, tụi ơi, cá này hãy tiêu rồi. Ôi tiêu luôn rồi. Ôi vô trở lại rồi nha. Cái sạc đây nha. Cái sạc này nha. Đâu để con quay hang lên đó cái nha. Bên đó. Đây nó cạn cạn rồi. Nó lồi lên. Trời luôn. Ô mất hả? Cái gì vậy? Ôi cái lái còn. Nó bùng cái tay ra. Nó trong cái an toàn ra hả? Cá bự lắm, cá bù phi. Ôi, ôi nó bị mất lưới. Mà cái miếng lưới gặp dịch đó nó ra không được. Coi hang này, cái hang này. Đây, đây, đây con thấy rồi. Đây mẹ qua qua đây, mẹ quay cái nhà con đây nè. Ui nó đây nè. Đó có một con cái sạch nó đang đớp trên giữa mé. Giữa hai mé nha. Nó không đen nhẹ vậy. Đi con bắt tay ra cái chạy ra hả? Ừ. Ôi con dẫn nó chạy vô trống á. Kỳ ta. Con bắt tay ra cái chạy ra luôn rồi cả nhà. Xong không? Xong không? Wow. Ăn cạn hả? Nó chạy theo đường cây. Trong đây cây nhiều quá. Ờ, cây tán vô mấy ha. Một ghê rồi. Trời ơi. Lóc mà lè lắm. Cá hơi dưới nước. A da. Dính được con đồng nữa nè.
này bự nhất luôn đó kìa. Nè. Ôi, lật lên, lật. Lật cái nước gỗ lên. Ừ. Đây nè. Đó. Con đang lắm. Con này nè, nó lắm cái này nè. Bự không? Gõ luôn đi mày. Chết đừng đánh. Ôi con đừng con nghe. Nó nhanh nó quên nó nấp ở trong cái cây khó. Khó bắt con nó leo quá. Còn nhiều dữ lắm, nhiều luôn. Nãy giờ con mò là đụng cái chặt nữa. Thôi đi, chết lại lần này đi nha. Để lần nữa mình bơm mới cạn đi. Chết lần này đi, lần nữa mình bơm mới cạn đi. Lỡ chỗ lúc nãy nó mắc mắc à. Rồi, tính là mẹ tính đâu sảy rồi. Ôi này, cái này đấy. Sắc lát, cái sắc lát. Ôi sắc lát mình thả đi Phương ơi. Dạ. Sắc lát mình thả đó lần nữa cho nó đẻ. Vui đó hả? Sắc lát mình thả. Thằng nữa cho nó lên ruộng cho nó lớn như vậy nè. Quay cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, thằng bá của mình nè cả nhà. Đi con đổ ra con súng cho cả nhà xem nha. Đổ con gỗ nó làm quá chừng luôn cả nhà ơi. Chút nữa là muốn lợi nó luôn rồi. Trời. Không được, không được, con để lên gỗ nó có cái độ lóc đi. Không chết nãy giờ. Không chết nãy giờ mà. Bây giờ chú Phương. Chú Phương. Bây giờ chú Phương nó hốt hoảng quá thôi. Con phải phăng mau lên bờ cũng được cái nhà. Con chết mò từng con luôn á nghe nhà. Đâu có để nó chảy được. Đi. Tụi con để bỏ đi nó rớt lên đằng ngang sao được. Uống mua ái chỗ nào đi con, bỏ ngồi đi. Rồi. Quả của chú Phương nãy giờ đi đi đặt cái bẫy ở dưới đường nước đó nha. Rồi là thuộc hang được nhiêu á. Cái bẫy của mình. Cái bẫy của mình nãy giờ ở bên đó rồi nha. Ê, ê. Đây. Vào hôm nay mình mới thăm bẫy mình được cái nha, có cá vô rồi kìa. Ê, 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 cá gì?
Kìa, con Phi nó nhảy xuống té trên đó kìa nha. Hỏi con lắp vô trong đẩy con nè. Ừ. Thành quả của mình cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Phương nha. Cả nhà hãy nhấn một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Phương và mẹ Phương nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.